Đây, mình sẽ mở nó ra bằng cái cách mở nhiệt, tác dụng nhiệt lên. Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video để thay cái màn hình cho cái dòng máy ITEL 11 này. Các bạn xem này, đây là cái dòng máy ITEL 11. Xem rõ chưa? Đây, mình cho các bạn xem thông tin máy này. Xem rõ chưa? Đấy, đây này, kiểu máy này 11 và đấy, nó đang bị vỡ màn hình này. Nó nhìn nó rất là khó mà, nó nhìn không trong rồi, thấy chưa? Đấy, mình rất là nhiều máy bị vỡ màn hình mà không cảm ứng được, nhưng mà máy này vẫn có cảm ứng được, vẫn có cảm ứng bình thường được đó. Nhưng mà nhìn nó bị lỗi thì cái này cũng bị cả màn hình LCD rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái đầu trên này ra. Đấy, cái đầu trên này đựng sim, bạn bỏ sim ra. Đấy, bỏ sim ra. Sau đó bạn dùng cái tool vít để chúng ta vặn ra. Cái máy này chưa mở lần nào các bạn. Có ba cái ốc ở đầu trên với cái dòng P11, đây dòng P11 nhé. À, bốn cái chứ. Giờ các bạn sẽ tháo cái nắp lưng của nó ra. Đấy, bóc tháo ra. Bạn có thể dùng một cái anh hay một cái gì đó để tháo, tay cũng được, tháo nó cũng dễ dàng. Đấy, mình đã mở cái máy ra. Đây có một cái nút điều khiển ở đây này. À, cái nút bấm. Đây là cái pin của nó, pin nó sử dụng là pin khá là lớn, pin 5000 mAh. Cái pin này sử dụng bình thường ấy, nó được khá là lâu các bạn. Đấy, pin 5000 mAh. Thấy chưa? Đó. Đây có hai sim, một camera. Camera này có thể chống rung được. Có chống rung được, các bạn xem nó nhúc nhích được cái camera này. Là pin. Đây,
cái main của nó. Main nó ở đây thôi. Chúng ta sẽ tháo bên mặt dưới này. Dòng này mình chưa tháo bao giờ. Mở ra. Đây là cái loa này. Màn hình sẽ để ngoài này, này. Cái main này cũng chưa thay bao giờ luôn. Và nó cũng chưa xuống nước luôn. Ở đây. À không phải, cái này không có. Bên này thôi. Ốc này ốc trên main thì mình phân loại ra để cho nó ở chỗ khác các bạn. Ốc trên main thì phải ở chỗ khác. Đây còn một ốc, các bạn phải xem kỹ nhé. Có 3 cái ốc ở trên cái main. Đấy, nó khi mà không có ốc nó ra nó nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Đây ở bên này có một cái dây này, chú ý này, bị đứt đi là thôi rồi. Đấy, nó chỉ như này thôi. Nó có cái dây này lên, dây này màn hình. Đó, các bạn không cần mở ra, mình chỉ cần mở ra như này thôi. Bây giờ các bạn muốn tháo được cái này thì các bạn dùng nhiệt. Các bạn muốn tháo được ra. Đây, một máy thò nhiệt. Mình sẽ mở nó ra bằng cách hò nhiệt, ta dùng nhiệt lên. Vì ở đây nó có một cái miếng keo các bạn, miếng keo ở dọc màn, miếng keo chứ là cái keo nó được dính bằng cái loại này nè, keo này, đây là keo chuyên dính. Các bạn chỉ cần tác động nhiệt qua như này thì nó sẽ làm cái keo nó ra dễ dàng hơn. Thank you.
dây USB lên, nó sẽ thử giữ này lên. Đây là USB. Dây USB thì ở dưới, dây cảm ứng thì nó ở trên các bạn chú nhá. Đấy, khi bạn tháo dây cảm ứng ra để thay màn hình LCD, các bạn muốn giữ lại cái màn hình LCD, các bạn tháo ra các bạn phải chú ý ở đằng sau này có một cái chân kết nối, đấy ạ, nó dây kết nối LCD này, hiểu chưa? Nó sẽ gắn vô như này. Các bạn cẩn thận cắt đứt là xong đấy. Đối với màn hình còn thành, còn cái này không thành rồi. Đây là cái bộ màn hình của nó. Còn đây là cái bộ màn hình mới. Cái màn hình mới. Đây, anh hiểu chưa? Thấy chưa? Cái màn hình này đa số đều sản xuất ở Trung Quốc hết các bạn. Bây giờ con mở lên nhẹ nhàng như này, được chưa? Bây giờ các bạn sẽ bóc một cái lớp keo này nó đi. Mình sẽ bóc một lớp ở trên trước. Sau đó mình sẽ bóc lớp của bên dưới. Sau đó mình sẽ úp lên. Úp cái hàng lên trên. Cái lớp keo đó. Cái lớp keo này nó có sẵn rồi thì nó rất dễ rồi. Không thì các bạn cần phải tra keo vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào nhé. Sau khi mà mình chạy xong ấy thì các bạn thấy này, mình phải thay hai cái. Cái này thì nó chạy nó không được, mình phải thay hai cái các bạn. Đấy, mình thay cái này thì nó sẽ ok rồi. Đó, tạm để đây đã.
Có thể một số vòng máy thì nó chạy nó không được. Ok đây, bây giờ chúng ta thấy là nó. Thì các bạn cần phải xác suất nhé. Đấy, bởi vì tỷ lệ thay những cái mà dễ sửa nhất là các bạn sửa những cái linh tinh liên quan đến những cái kiểu như các bạn thay vào, ví dụ như các bạn sửa loa, các bạn thay những cái cụm loa vào này, thay cụm camera vào này, hoặc là thay những cái lỗi cơ bản đấy, thì nó không liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm ấy thì nó rất là ok. Nhưng mà khi các bạn động vào những cái vấn đề nhạy cảm, ví dụ như các bạn động vào những cái liên quan đến IC nguồn này, hoặc là liên quan đến những cái chip này, RAM này, hoặc là liên quan đến màn hình này, đấy, thì thường những động vào những cái đó thì các bạn rất là mất công để sửa, cũng như là nó cần phải yêu cầu tay nghề của bạn cao ấy. Đôi lúc sửa xong ok rồi nhưng mà nó cái tỷ lệ trục trặc ấy thì nó lúc nào nó cũng cao. Ví dụ như các bạn đôi lúc các bạn sửa xong nhưng mà các bạn không thành công chẳng hạn, đấy, rất là cao. Ví dụ như những cái trường hợp màn hình màn điếc ấy, thì đôi lúc các bạn sửa các bạn phải xác định đó. Có nghĩa là đôi lúc các bạn sửa những cái vấn đề liên quan đến chip, những cái liên quan đến các kiểu màn hình ấy, đôi lúc nó phải lên đến chết triệu, đặc biệt là đối với trường hợp là các bạn thấy là liên quan đến CPU các thứ ấy. Đấy, liên quan đến IC nguồn, các bạn đục CPU ra thì các bạn chết triệu, là một là sống, hai là chết các bạn ạ. Đôi lúc các bạn phải thế, xác định thế. Cho nên các bạn động vào những cái, các bạn càng sửa chuyên sâu càng sửa nâng cao, càng sửa chuyên sâu càng sửa nâng cao ấy thì kiểu như là các bạn cần phải có tay nghề ấy. Cho nên là tay nghề cũng như là nó phải sửa nó phải tốt đấy. Rất là nhiều người sửa chuyên sâu, có nghĩa là sửa nâng cao nó rất là mất uy tín các bạn ạ. Bởi vì là đôi lúc sửa nâng cao các bạn dùng nó không được lâu, bởi vì là khi bạn đã tác động vào chip ấy, đặc biệt là bạn tác động vào những cái chip vi xử lý của iPhone ấy, thì iPhone thì mới tác động vi xử lý nhiều, bởi vì đa số bạn ăn lúc bằng iCloud các thứ ấy. Đấy, còn những cái máy này thì đa số ít, nhưng mà tỷ lệ lỗi mà khi bạn áp dụng những cái trường hợp mà các bạn thay màn hình ấy, thì nó cũng xảy ra, được chưa? Đó, sàm cảm ứng nó cũng xảy ra, nhưng mà nó tỷ lệ nó ít hơn các bạn là đục vào trong chip xe xử lý và sửa phần cứng nâng cao ấy. Đấy. Đấy,
Thì thế là xong mình sẽ úp vào bốn con ốc này, bốn con ốc ở ngoài bạn. Đây là camera flash này. Đấy. Mình gắn vào máy vào y chang như lúc nãy luôn, thấy chưa? Thì nó camera nó không được nét rồi. Thông cảm với mình nhé. Camera cùi vẫn, camera mình sử dụng cái camera này từ mấy năm rồi. Mình đang muốn nâng cấp lên cái con Sony A7 Mark 4 này. Sườn này nó có gì nhỉ? Đó, vào rất dễ. Chuẩn thôi. À. Cái này ở góc rồi, cái đỏ này nó ở góc bên này, mình nhầm rồi, cái góc đỏ này ở góc bên này các bạn ạ. Đấy, bây giờ các bạn lắp xì vào. Đúng chưa nhỉ? Đúng rồi. Cái này bây giờ mình cắm này. Đó. Mở máy. Bạn nên thay một cái dán màn hình khác, dạng đây dán màn hình mặc định của máy luôn. Còn đây là cái màn cũ của nó các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.